Barrel hé lộ đã cống hiến hơn 3,4 tỷ vào các tựa game Genshin, Honkai Impact. Kỳ chung kết thế giới vừa qua, Barrel nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng quốc tế, từ việc anh lười leo rank cho tới khả năng call team đều rất được nể phục. Nhìn lại quá khứ, Barrel từng lên ngôi vô địch cùng Damwon năm 2020. Khi ấy, anh chàng này đã nạp hơn 150 triệu vào Genshin để khô máu với gacha. Còn Barrel của hiện tại, như một thói quen, đã nạp vào những tựa game waifu của mình số tiền khổng lồ. Cụ thể hơn, trong livestream gần đây, ngôi sao LCK đã trả lời rất nhiều câu hỏi của fan Trung Quốc, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới game Weibo. Barrel nói về số tiền mình đã nạp vào Genshin Impact, tầm 60 đến 70 triệu won, khoảng 1,3 tỷ thôi. Ngoài ra, anh còn tiết lộ thêm số tiền đã nạp vào Lost Ark là khoảng 1,5 tỷ. Ít nhất là Honkai Impact cũng được anh cống hiến khoảng 630 triệu. Đặc biệt, trong quá trình stream giao lưu cùng fan Trung Quốc, Barrel còn được tài khoản chính chủ của Genshin Impact donate cho 2.000 tệ, 7 triệu đồng. Điều này cho thấy tuyển thủ của Dragonix là một trong những cái tên nổi tiếng nhất của Genshin. Sau cùng, nhiều fan đã donate và đồn đoán về việc chơi Genshin thì sẽ chơi Liên Minh giỏi hơn. Giải đáp thắc mắc này, Barrel cho biết: "Mình cũng không biết chơi Genshin có giúp chơi Liên Minh giỏi hơn không, nhưng Liên Minh là công việc nên khi chơi sẽ có một số áp lực.